Mình là những sinh linh nhỏ bé đã mãi xa rồi, đã mãi xa rồi. Mình là những sinh linh nhỏ bé đã mãi đi xa về một nơi khác. Mình là những sinh linh nhỏ bé đã mãi xa rồi, đã mãi xa rồi. Mình là những sinh linh nhỏ bé đã mãi đi xa về một nơi khác tốt hơn. Một chiếc xe, hai vợ chồng dáng người gầy tất tả. Họ vui vẻ dù chất chồng hai bên đầy hàng hóa. Người vợ bế từ trong lòng ra một chú cún con. Người chồng cười xung quanh người là bốn chú lớn hơn. Xe vẫn chạy, đường thì xa, chỗ ngồi chật, không sao. Họ chẳng ngại những vất vả, họ chỉ cần bên nhau. Cứ nghĩ rằng chỉ có năm chú cún nhưng không phải. Nhìn qua nhìn lại, còn 10 con đang quây quần trong bao. May mắn cho những chú chó vì đã không bị bỏ rơi. May mắn cho chúng ta vì tin vui hiếm hoi trên mạng xã hội. Thời gian vừa qua đã có quá nhiều sinh linh phải hy sinh tiêm quá rồi. Và ai cũng tên mà mỏi dạ rời. Thế bây giờ cũng đã thấy chút ấm áp lòng người. Nhưng không, dòng tít ấy đập vào trước mắt tôi. Và tôi thấy có những người đọc xong nước mắt rơi. 15 chú cho đáng thương được xác nhận qua đời. Và câu trả lời là nhầm, xin lỗi. Mình là những sinh linh nhỏ bé đã mãi xa rồi, đã mãi xa rồi. Mình là những sinh linh nhỏ bé đã mãi đi xa về một nơi khác. Mình là những sinh linh nhỏ bé đã mãi xa rồi, đã mãi xa rồi. Mình là những sinh linh nhỏ bé đã mãi đi xa về một nơi khác. Lẽ tự nhiên câu chuyện trên sẽ bị lãng quên mà thôi. Người đồng tình, người phản đối, người mong rằng được xá tội. Tôi không biết ai nói đúng, ai là kẻ làm sai. Chỉ mong vợ chồng và chú chó may mắn có thể gặp lại. Lẽ tự nhiên câu chuyện trên sẽ bị lãng quên mà thôi. Người đồng tình, người phản đối, người mong rằng được xá tội. Tôi không biết ai nói đúng, ai là kẻ làm sai. Chỉ mong vợ chồng và chú chó may mắn có thể gặp lại. Mình là những sinh linh nhỏ bé đã mãi xa rồi, đã mãi xa rồi. Mình là những sinh linh nhỏ bé đã mãi đi xa về một nơi khác. Mình là những sinh linh nhỏ bé đã mãi xa rồi, đã mãi xa rồi. Mình là những sinh linh nhỏ bé đã mãi đi xa về một nơi khác tốt hơn.